làm tay Ý, và đặc biệt nhất vẫn là chiếc ghế massage hiệu Inada, đặc biệt sản xuất tại Nhật, thời gian vừa qua đã được quý vị đồng hương sử dụng và rất yêu thích. Quý vị có những nhu cầu mua sắm, xin vào trang nhà teletronusa.com. Quý vị có thể gọi điện thoại qua số 1877 892 6999. Và chương trình Tiếng Hoa Hậu Phương cũng được bảo trợ bởi công ty Yến Thanh Lê, một nơi đáng tin cậy, bởi vì Yến Thanh Lê chỉ chọn những mặt hàng tươi, nguyên chất, tinh chất, không pha chế, không tạp chất, xuất xứ từ Indonesia. Người ơi chọn mặt gửi vàng, chọn Yến ngon tốt đến hàng Thanh Lê. Điện thoại liên lạc 714-418-9788 hoặc vào thăm trang nhà thanhleyến.com. Vâng, thưa quý vị, hôm nay Ngon tốt. Tiếng Hậu Phương đang tiếp chuyện với cựu thiếu sinh quân anh Phan Ngọc Lượng. Anh hiện diện nơi đây và đã chia sẻ rất là nhiều những cái kinh nghiệm ở trong cái đời quân ngũ của anh và những cái sinh hoạt của thiếu sinh quân. Khán giả cũng như là chúng em rất là ngưỡng mộ thiếu sinh quân. Dạ vâng. Thì sau đây có những lời chia sẻ nào đó thì mời Trang Thanh Lan. Dạ, anh Nguyễn Hải Triều và chị Kiều Loan gửi lời thăm anh Nguyễn Ngọc Lượng. Dạ, anh Triều mời anh. Thưa anh Triều, thưa đích thân, em đây cho em gửi lời chị Loan, lúc anh... này chị Loan có khá hơn hay không? Rất nhớ anh chị. Dạ, tụi em cũng chúc anh chị nhiều sức khỏe. Dạ, sau đây là lời chia sẻ của anh là Mũ Đỏ Nguyễn Hữu Cang, gọi từ trung tâm Đông Nam ở Florida, gửi lời thăm anh Lượng, cô Phường Quế Trang Thanh Lan cũng như Nghĩa Sữa. Rất cảm ơn Đài Hồng Việt đã có chương trình Tiếng Hát Hậu Phương để an ủi những anh em trong những ngày tháng ở hải ngoại. Và cảm ơn Dạ, anh dạ. Cang rất là nhiều. Cảm ơn anh Cang. Và sau đây là lời chia sẻ của chị Ngọc Minh gọi từ Washington. Chị xin có lời khen đến hai cô Trang Thanh Lan và Phương Hồng Quế. Chị xin hỏi anh Phan Ngọc Lượng có phải xuất thân từ trường võ bị quốc gia Đà Lạt hay không? Nếu có thì anh học khóa mấy? Thưa chị, tôi không có xuất thân từ trường Võ Bị Quốc gia Đà Lạt, thành ra không có khóa. Dạ. Cảm ơn Xuất chị thân Ngọc từ Minh rất thiếu sinh nhiều. quân. Dạ, thì anh có thể kể cho khán giả biết là thiếu sinh quân đã đào tạo được bao nhiêu những vị ở trong quân đội? Em nghe nói rất là nhiều những vị sĩ quan trong quân đội đều đa số là thiếu sinh quân, thưa anh. Thì đa số thiếu sinh quân đi sĩ quan, thì chúng tôi quan niệm là một là xanh cỏ hay là đỏ ngực, tức là xanh cỏ là một là chết, hai là ngực đầy huy chương. Thì cái vị mà tướng cao nhất trong quân đội là thống tướng Lê Văn Tị, kế đó là trung tướng Nguyễn Hữu Có, trung tướng Nguyễn Văn Là. Mà tướng đầu tiên của người Việt Nam mà thời Tây là Nguyễn Văn Vận, Duy Hinh, ông Đoàn Quang Quảng. Thì có thiếu sinh quân tới khoảng 18-19 vị tướng xuất thân từ trường thiếu sinh quân. Những cán bộ hạ sĩ quan rất là nòng cốt, khi mà được ra đơn vị đó thì tất cả các sĩ quan trung đại đội trưởng đều muốn những cái người hạ sĩ quan xuất thân từ trường về đơn vị mình, bởi vì họ rành chiến thuật rồi. Thành ra cái vấn đề mà giao họ trung đội hay giao họ tiểu đội thì rất là dễ dàng. Thành ra đó là những cái mà trường Thế Xuân được huấn luyện. Thành ra với lại họ không có bố mẹ gì, họ không có nặng nợ giang hồ, thành ra họ đánh giặc họ thoải mái lắm. Có lần lính của ông Cẩn thì cũng vậy, hai đó, nó ganh nhau, nó nói bây giờ mình mặc đồ ủi hộ, đánh giặc về thằng nào mà đồ mà dính bùn á, thằng đó thua. Hỏi sao vậy? Nó sợ nó nằm. Thành ra anh Cẩn anh mới kêu hai đó vô hỏi vậy cho hai đứa mày á, thì thường thường đàn anh thứ sinh quân ra trước là anh, ra sau là em, ổng có đại tá, ổng thống tướng cũng kêu anh thôi. Nói dạ tụi em không biết, nói không biết, chiến tranh này còn dài lắm, tụi mày làm vậy tụi mày chết trước rồi ai mà chỉ huy lính, không có làm vậy nữa. Nhưng mà ông Cẩn thì ổng khủng khổ, ổng cũng làm giống như hai bên kia, ổng đánh giặc. Ông Cẩn nguyên cuộc đời ổng không khi nào ổng nằm. Thằng nếu mà có cái hình của ông Greg Manerville, trung tá Mỹ đó, cố vấn đánh trên cái quốc lộ 13 đó, lúc đó pháo dữ lắm mà ổng là trung đoàn. Cuối cùng trước khi mất nước là một trận của ông trung tá đại tá Nguyễn Đặng Phương Thành khóa 16 vào Quốc gia Đà Lạt, thì ổng đánh tàn nguyên một cái trung đoàn của Việt Cộng về đó. Rồi khi mà vào tù ông bị thổ độc chết,
Kế đó là anh Hồ Ngọc Cẩn bị Việt Cộng nó đè nó đánh. Rồi tại vì nó thù. Còn anh Cẩn đó thì anh không có đầu hàng, anh đánh cho tới 12 giờ trưa thì anh hết đạn. Mà trong dinh của tỉnh trưởng còn mình ảnh à. Với một người nữa là trung sĩ hộ cận vệ của anh là Quang, cũng là thiếu sĩ quân. Thì Vang nó chửi thằng Việt Cộng bắn nó chết liền. Còn ổng thì nó bắt lột đồ ra, nó dẫn lên xe đó. Tự giờ ổng người Công giáo, không có tự tử được. Thành ra đó là cái trận đó là cũng ngày 30. Còn trường thiếu sĩ quân đó thì cái ngày theo đời kể lại của mấy em đó thì 5 giờ sáng ngày 30 nó đánh tới khoảng 1 giờ trưa sau khi làm lễ hạ cờ. Thì nó bắn hết đạn rồi. À, khi mà Việt Cộng tiến vào nó bắn 5-6 thằng chết rồi đó. Thì lúc đó bắn qua bắn lại thì Việt Cộng vô trường không có được. Chỉ có một cái đơn vị đánh lại thôi là trường thiếu sĩ quân. Thành ra lúc mà hết đạn nó mới nhờ một người ra điều đình. Nói bây giờ mấy ông đừng vô trường. Vô trường tụi tôi nhất tụi tôi đánh tới cùng. Bây giờ cho tôi, chúng tôi làm lễ hạ kỳ. Trời, cảm động. Rồi mấy ông mới vô trường. Tôi khi mà tôi kéo ra trắng vô thì mấy ông vô trường. Thì nó là tập hợp nó làm lễ hạ cờ, nó sợ người ta vô ta xé cái cờ. Thì nó làm lễ hạ kỳ đàng hoàng, hô nghiêm nghỉ, làm lễ chào cờ xong hạ kỳ rồi xếp lá cờ lại, rồi rút trong ngực. Rồi nó mới kéo cái tấm ra giường lên. Xong rồi mấy anh lớn đó, tức là từng 16, 17 tuổi đó, là leo rào dọt hết, còn mấy đứa nhỏ thôi. Thì Việt Cộng vô hỏi nào, nói tụi em không biết, nhưng mấy anh cán bộ nó chỉ huy đánh rồi, nó giọt mắt rồi. Thì nó mới bắt đám thiếu sĩ quân nó qua trại cô Giang là trại gia binh đối diện, nó hỏi cái trại này có mấy cửa, nói tôi thấy có một cửa à. Thì nó nói dồn thiếu sĩ quân nó nhốt trong đó. Thì thật ra cái trại đó tới 3 cửa là nó ra phía sau mở cửa đi hết. Nhưng mà nó còn 3 thằng thiếu sĩ quân nằm bệnh viện bị thương nằm ngoài đó. Tối đó nó mới bò ra ngoài đó, nó cổng bàn kia đi luôn. Thành ra không có bỏ lần nào hết. Lúc đó là mấy em còn nhỏ đó, 12 không có ai chỉ huy hết. Không ai chỉ huy mà các em cái tinh thần yêu nước rất là cao, bảo vệ lá cờ của mình. Thì lá cờ đó là cái một người đi ra, cử một người ra đi ra. Dạ. Cho chúng tôi gọi là làm lễ hạ cờ. Hạ cờ đàng hoàng thì tôi chầu hoàng, không thôi tôi đánh nữa. Dạ. Thì tôi Việt Cộng tới giờ thứ 25 rồi nó cũng đâu muốn chết. Dạ. Thành ra nó thôi cho mày có thêm 15-20 phút nữa mày làm lễ hạ kỳ thì ok. Nó cho. Đó là một cái hình ảnh rất là bất khuất, mà cái tinh thần bất khuất của các em thiếu sinh quân. Mà sự thật thì tôi cũng lúc đó nếu tôi còn ở trường tôi cũng không biết phải sự như thế nào. Mà sao các em tại vì lại không biết có cách... hy vọng gì hết. Nhưng mà nó vẫn đánh, nó không cần biết sao sẽ ra sao. Thì có một em nói với tôi như thế này. Nói tụi em như đây là cái nhà của tụi em. Bây giờ tự nhiên có người vào thì tụi em đâu biết cách nào hơn là đánh lại. Chừng nào đánh lại thì thôi. Bây giờ còn nhiều chơi nhiều. Thực ra thiếu sĩ quân không có đạn nhiều. Sử dụng để tập huấn luyện thôi. Thành ra bắn từ sáng tới trưa chừng 2 tiếng đồng hồ là hết đạn rồi. Mà hơn nữa mấy em không có kinh nghiệm nhiều, mấy em bắn không có tiết kiệm. Không có dè sẻn chút nào hết, chơi xà láng luôn. Thành ra chơi xà láng sáng về sớm đó mà hết đạn. Mà không có đồ ăn nữa, nó nhịn đói trừ 2 hôm trước rồi. Từ lúc đó hỗn quan hỗn quân rồi trường đi ra rồi thiên hạ vô dọn gạo cái ngừng không di tản dọn trở về thì thiên hạ lấy hết đồ ăn rồi. Thành ra nó đâu còn gì nó ăn nữa. Nhiều các em được huấn luyện từ nhỏ cho nên là lúc đó các em ứng xử rất là nhanh. Nhưng mà đa số đó thì qua đây ai cũng thành công hết, có thấy không? Thường thường là tệ lắm là cũng có và tu tài một. Thành ra qua đây đi học lại thì có dạy nhiều em làm bác sĩ, nhiều em làm dược sĩ, như là bên Colorado, bên Washington có 2 em y sĩ. Thì đó là mấy em sau này. Còn những cái như là lứa tụi tôi qua đây thì hơn là tôi qua đây có 25 tuổi thôi. Thành đã đi học lại ra trường. Mà anh qua Mỹ năm nào kia? Dạ năm 75, ngày đúng ngày 30 luôn. Anh đi chiều dạ đi xe ghe nước mắm không, lúc đó hô tan hàng mạnh nào đấy chạy đó. Thành ra đi bằng ghe Audi ghe hả? Ghe nước mắm Audi ghe đó. Nhưng mà cái ghe đó nó lắc như là cái hộp dịch vậy đó. Thành ra mà ra khỏi cái cửa biển đó hơn quá gặp tàu của Mỹ. Thành ra Mỹ nó quắt hay chạy theo riết rồi tới 8 lính có trong đó có tôi leo lên, nó bắt giục súng giục đạn giục hết cỡ quần áo hết, nó cho cái quần xanh với cái áo thun trắng. Thế thôi là cái áo đó với quần thun đó mặc 1 tháng trời chứ không ở trên tàu đó anh. Mặc ở trên tàu trên tàu rồi vô Guam rồi đi qua Căn So chỉ có bộ đồ đó thôi. Lên đảo không có được phát áo quần đâu, có nó qua đây có mấy ngày
Rồi xong là đi nó đánh hồ sơ là đi qua Arkansas liền, thì nó phát cho cái quần hồi đó size tôi là 28, nó phát cái quần 35 hay 36 gì đó, thành ra quấn lại cục dây là cái lẫn lẫn à, nhưng mà không có thì vẫn đỡ. Thành ra như, rồi cái mới xin tiền bà cô bên California mới gửi qua cho cái quần jean, cho hai cái áo bùn, lúc đó mới là huy hoàng đó. Thì cổ lãnh ra thì tôi hai vợ chồng dắt nhau dọt qua đó thì gặp bà bên Walmart. Lúc đó anh đi là anh có gia đình rồi đó. Có gia đình rồi, mới mà, lấy vợ có mấy tháng à. Mà chị cũng đi với anh luôn? Không, đi xa, bà chạy qua bên trước, bên Walmart, còn tôi chạy. À, anh chạy sau. Dạ, dạ. Tức là gặp. Chị vượt biên trước ngày anh... Không, anh đi di tản chứ hả? Dạ. Đi theo di tản. Di tản dạ. Chung với anh dạ. Luôn. Dạ. Trước 34 di tản trước rồi phải không anh? Dạ, di tản dạ. Ngày 29. Dạ. Tức là chị đi chung với anh? Dạ, không, đi trước. Tôi 30. Bà đi trước, đi riêng, dạ. Nhưng mà gặp nhau bên kia lại, thành ra không sao hết. Lúc đi thì không biết, nhưng mà tới qua bển nó coi mấy cái bản thì gặp. Nhưng mà đó là những cái kỷ niệm mà vượt biên. Không dạ. Phải vượt biên nhưng mà di tản. Em cảm ơn anh Lượng, cho em xin phép em đọc cái Người lính già ở Tennessee. Xin gửi Người lính già Tennessee. Sa quê hương. Xin gửi lời chào tới thiếu sinh Quân Lượng, Nghĩa Sửa, Trang Thanh Lan và Phương Quế. Hai cô lúc nào cũng mặc áo đẹp hết. Người lính già xin hai cô hát bài Chú Không Biết Tựa, nhưng bắt đầu với câu Ai Nói Với Em Nếu Anh Là Lính. Các bạn là bà Ai Nói Với Em. Dạ. Quý có hát không? Bây giờ có nhiều lời chia sẻ lắm, chắc mình phải hát một câu thôi ha. Mình hát một câu ta, tại vì đây có một cái lời nè, hai chị nhớ hát bài Tình Thư Của Lính cho chúng em nè, cho gia đình nghe nè. Hát một câu. Hát một câu Ai Nói Với Em đi nha. Nó suy giảm. Nhưng mà hôm nay có rất là nhiều yêu cầu và chương trình cũng không còn thì giờ, cho nên xin phép anh để một dịp khác em sẽ hát nguyên bài tặng đến anh. Dạ. Hai chị nhớ hát bài Tình Thư Của Lính. Đoạn Trang Thanh Lan và Phương Quế sẽ hát một đoạn Tình Thư Của Lính tặng hai cháu đồ hồi nãy với chị như gia đình rồi. Chị dạ. Chị Bạch Mai ở gọi từ Florida. Hôm nay chương trình rất là hay và hai cô Phương Quế, Trang Thanh Lan mặc áo dài rất đẹp. Cảm ơn chị Mai và anh Lượng kể chuyện rất là hay và vui. Chị xin yêu cầu hai cô hát bài khúc Tình Ca Hàng Hàng Lớp Lớp của Nguyễn Văn Đông hay Ngày Về của Hoàng Giáp để cảm ơn đài đã có chương trình rất là hay. Dạ, một câu thôi nha thưa chị, tại vì cũng hết giờ rồi, bữa nay là giờ của anh Lượng. Còn đây giây phút này còn nghe tiếng hát nụ cười kinh kha, còn trong ánh mắt còn cầm tay nhau. Người đi giúp núi sông, hàng hàng lớp lớp chưa về, hàng hàng nối tiếp câu thề giành lấy quê hương. Cảm ơn chị Bạch Mai. Tung cánh chim tìm về tổ ấm. Thank you.
Thiện gọi từ Virginia. Anh có lời khen ngợi đến hai cô ca sĩ mặc áo rất là đẹp. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thiện. À, anh số quân là 2864. Anh xin gửi lời chào đến thiếu sinh quân Phan Văn Lượng. Anh xin chúc mọi người khỏe mạnh. Anh có quen anh thiếu sinh quân nào? 2864. 2864 thì dạ. Ra một vào trường trước tôi một năm. À dạ. Tôi là 3095. À, vậy là đàn anh của anh. Dạ. Không, vào trường không trước. Là không không khao. Ra dạ. Trường trước. À ra trường trước mới khao. Dạ. Có thể là anh vào trường nhưng mà anh trẻ. Ra trường sao? Dạ. Anh vào trường trước nhưng mà cái tuổi anh nhỏ hơn anh cũng không chừng. Tên gì vậy? Dạ anh không có anh Thiện. À. Thiện biết. À, một lượt. Ừ, tôi kêu nó là Thiện Điên. À. Dạ. Dạ thưa anh em, nãy em nghe Quế nói là anh một võ sư Taekwondo. Dạ. Thì bắt đầu từ lúc nào anh học võ và bắt đầu từ lúc nào trong anh học võ trường sư? Thiếu sinh quân nãy quên kể là cái giờ thể dục đó, mình có 3 bộ môn để mình lựa. Dạ. Thứ nhất là đá banh, đá dở quá. Đá. Thứ nhì đi quân nhạc, thổi kèn, bánh trống đồ này kia đó, không biết nhạc nốt, đi ra rồi hỏi mày làm gì được, thôi đánh võ. Thì từ lúc đó là năm 64 học võ cho tới ra trường, thì lúc mà ra trường thì mang đai đen một đẳng thôi, rồi về trường Vũ Thực năm 71-72 đó, về học huấn luyện viên, đậu bằng 2 đẳng huấn luyện viên, cái đó là tôi đậu thủ khoa đó. Rồi sau đó đi gần năm 74 đó đi thi lên một đẳng nữa là 3 đẳng. Thành ra cái bàn này cũng 3 chấm. Yeah. Cái bàn tay có 3 chấm là 3, bao nhiêu chấm thì bao nhiêu đẳng. Yeah, tức là 3 đai đen, 3 đai đen, 3 đai đen, 3 đẳng. Qua định cư Mỹ rồi anh có mở võ đường không? Dạ không, bởi vì qua đây xong đi học. Rồi đi làm cho hãng Edward Life Science, tôi là Director of Research Development của Critical Care. Thành ra chỉ là phát minh thôi. Chế rất là nhiều máy cho nhà thương. Yeah. Thì làm cho đó tới 39 năm. Thì năm ngoái là tháng 5 đó là tôi retire. Yeah. Yeah. Retire mà sao thấy còn trẻ quá ha. Rồi retire dạ, 66. Nhưng mà thấy em còn rất trẻ. Em nghĩ là anh chắc chừng còn phong độ. Còn phong độ lắm. Phong độ. Thiếu sinh quân là số 1 mà. Yeah. Cái gì cũng là hạng nhất hết mà. Anh có thể cắt nghĩa cái logo huy hiệu của thiếu sinh quân không? Thì đấy là cái huy hiệu trong cái khoảng thời gian tôi ở trường. Sau này đổi thành cái huy hiệu có 3 ngôi sao với cái kiếm gọi là Nhân Trí Dũng. Thì thời tôi đó thì là còn là thiếu sinh quân Đông Dương mới chuyển giao. Thành ra cái này gọi là Indonesia, thấy Lào, Campuchia với lại Việt Nam. Thì đây là cái bản đồ Việt Nam mà của include mà hai cái xứ kia là của Tây. Đây là cái huy hiệu kiếm tượng trưng cho sự uy dũng của ấy. Còn cái chữ TSQ là thiếu sinh quân. Mà nếu mà quý nhìn kỹ thấy nó 3 màu. Dạ, yeah. Yeah, em thấy màu thấy xanh, đó. Màu cam với màu vàng, dạ. Đúng không anh? Thì tượng trưng cho ba xứ. À, tức là Việt Miên Lạc. Đó, cắt nghĩa mình mới hiểu được. Thành ra, nhưng mà cái phiêu hiệu này sau này được đổi lại là thời tôi ra trường rồi, thì họ đổi lại là Nhân Trí Dũng. Thì tượng trưng cho ba cái đức tính của một cái người mà cầm quân, thì phải ba đức tính là Nhân, Trí và Dũng. Nhân Trí Dũng. Dạ. Thì đó gọi là Nhân Trí Dũng, mà cái phù hiệu đó xui lắm. Nó giống như là tại vì cái kiếm nó chĩa ngay cái ngôi sao giữa đó. Thành ra đa số ra là chết trận. Thiếu sinh quân chết hình như là một cái khóa ra 100 thằng, 80 thằng đi rồi. Mà trong đó là dòng năm đầu. Thành ra sau đó là một thời gian là bắt mấy em nó đi ngành, chứ không cho đi tác chiến nữa. Thì nhưng mà họ cũng lọt tọt, họ cũng xin ra tác chiến à. Nó không có thích ở văn phòng. Tự nhiên họ bị gò bó vậy. Là trai thời chiến thì đương nhiên là muốn ra trận, chứ đâu có ai muốn ở văn phòng bao giờ thưa anh. Có tôi. Không, tại vì anh là đặc biệt. Anh cũng đi trận vậy. Dạ có, tôi cũng bị kém gai, cũng nằm với xe bồn vậy chứ. Không phải không có. Tại vì anh đặc biệt là anh là có võ, đai đen, taekwondo. Thật ra anh là người đi huấn luyện cho người ta ở trong sư đoàn ha. Dạ, trong sư đoàn với trong quân đoàn. Anh lôi về, chứ hồi xưa anh cũng đánh trận mà. Dạ, lôi về đó là làm vậy đó. Mấy tháng thôi, một năm thì 6 tháng, 4 tháng at least là đi. Yeah. Dạ, đi biệt phái, thành ra không lên lon là vậy đó. Tại vì đâu có ở có công trạng gì cho tiểu đoàn đâu. Thành ra nó không ai đề cử mình hết. Mình dân biệt phái là dân bà con, dân con ghẻ. Nhưng mà anh đâu cần anh lên lon đâu. Yeah. Anh đâu có đeo lời, đâu. Anh có lời gì nhắn gửi với đồng đội của anh không kia anh? Thưa quý chiến hữu, hơn 40 năm chúng ta rời xa quân ngũ.
Nhưng không vì thế mà chúng ta hỗn quân, hỗn quan, chúng ta vẫn tôn trọng những vị niên trưởng và vẫn thương những chiến hữu còn ở lại bên Việt Nam. Mong rằng cái chương trình thương phế binh sắp tới trên San Jose, các chiến hữu cố gắng mỗi người góp một chút để cho anh em có thể là thượng cấp của mình, có thể là thuộc cấp của mình còn ở lại Việt Nam mà đã từng chiến đấu với mình, thì xin quý chiến hữu cố gắng giúp họ để cho đời sống của họ được khá hơn. Xin trân trọng cảm ơn quý chiến hữu. Dạ vâng. Để tiếp lời anh, tiếp lời anh là cái chương trình cảm ơn anh tuần tới. Tuần này. À, tuần này 12 tháng 7 chủ nhật tuần này được tổ chức ở trên San Jose. Dạ vâng, mong rằng quý vị khắp nơi xem đài để gọi vào ủng hộ giúp các anh thương phế binh ở còn kẹt lại ở quê nhà. Các anh đã hy sinh những phần thân thể của các anh để cho chúng ta cũng có ngày hôm nay, thì mong rằng quý vị tiếp tay với hội HO Cô Nhi Quả Phụ để chúng ta làm cái công tác này hàng năm để giúp đỡ những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và bây giờ chắc là chúng ta hát một bài hát nào đó có lời cuối cùng để chúng ta cùng tạm biệt quý vị khán thính giả. Dạ vâng. Dạ, Cha Thái Lan và Phương Quế cũng được theo lời yêu cầu rất là nhiều quý khán thính giả đã từng nghe hai đứa hát bài khúc Bút Quả Đồng Quê của nhạc sĩ Văn Phụng. Thì hôm nay Trang Thái Lan thấy không khí vui, cho nên Trang Thái Lan và Phương Quế muốn tặng quý vị và các anh chiến sĩ Cộng Hòa bài hát Bức Họa Đồng Quê của Văn Phụng. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng từng vầng chiếu trên đồng lúa vàng. Chim 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 non tung cánh diêu diệt hót, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa dẫm trên đồng lúa vàng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nâng nhẹ phiến buông nhẹ thơ đàn. Thôn nữ xa xa xa, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cây cây bao ngày mong chờ. Xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng từng vùng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non tung cánh diêu diệt hót, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Chàng trai vui câu ca, thôn nữ cất tiếng hát, em bé nô đùa dẫm trên đồng lúa vàng. Tình tang 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 tình 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 tình, du khách nâng nhà phía mua nhà thơ đàn. Thôn nữ xa xa xa, em bé đưa miệng cắn đôi hạt lúa vàng. Đồng quê hôm nay vui, vui với thóc lúa mới, cho bỏ công cây cây bao ngày mong chờ. Cho bỏ công cây cây bao ngày mong chờ. Cho bỏ công cây cây bao ngày mong chờ. Chúng ta chia tay với khán giả rồi, thưa anh. Em mời anh gửi lời chào. Kính gửi lời đến quý đồng hương, quý chiến hữu lời chào và chúc quý vị có một đêm và một ngày thật là vui. Cảm ơn anh Lượng rất là nhiều. Trang Thanh Lan, Phường Quế, anh Nguyễn Ngọc Lượng cũng như là Nghĩa Sữa. Rất tiếc phải chia tay với các anh chị và các bạn ở đây cũng như các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Rất cảm ơn những lời chia sẻ vừa qua với chương trình Tiếng Hát Hậu Phương. Trang Thanh Lan, Phương Quế, Nghĩa Sử của Nhân Ngọc Lượng hẹn tuần sau cũng vào giờ này 7 đến 8 giờ giờ Cali. Xin kính chúc quý vị một đêm thật bình yên và hạnh phúc. Anh vui xa trường cho lòng em.